Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 166 tốc cần có cái hiệu NHF khoảng 6 đô. Thì để tham gia game này, các bạn đi phần link mô tả dưới video và tạo làm start chatbot. Rồi bấm join này góp các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên, các bạn join sao cái Telegram group nè. Nhiệm vụ thứ hai, các bạn copy và tự quyết với hashtag Aerob nè, hoặc là TBC nha các bạn. Các bạn copy bấm vào đây các bạn tự quyết nè. Rồi các bạn theo dõi Twitter luôn nè mà. Đâu tự quyết về nào đâu các bạn. Follow tự Twitter, like và tự quyết nè. Rồi các bạn like và tự quyết và viết cái game nha các bạn. Dán hashtag vào tan ba các bạn, mình vào các bạn gọi bạn tweet lên nè. Rồi các bạn tiếp mở xuống tiếp kênh trailer nữa. Rồi follow kênh Twitter nó là like và tweet nè. Các bạn lướt xuống các bạn cái tìm cái bài của nó nè. Nè các bạn like nè, các bạn tweet nè. Rồi các bạn bấm vào một skisser nè. Rồi bạn lướt trang các bạn. Laptop. Rồi dòng đầu tiên mình địa chỉ mail của tất cả các bạn vào các bạn. Tiếp tục gửi địa chỉ với BB xem ở trên Bet 20 trên YouTube Wallet của tất cả các bạn. Tiếp tục gửi đường link profile tờ Twitter của mình nè các bạn. Các bạn nhấp vào tờ Twitter mình. Nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Bạn sẽ chơi liên kết nè. Và lên cho bot nè. Tiếp tục gửi một link từ Twitter link nè. Rồi trên ngụm gấp ta. Thì bạn chia sẻ nè. Bạn sẽ chép nè. Bạn gửi lên cho bot nè. Tiếp tục xuống tiếp Winsler bấm máy heo xoay nét. Họ có tweet không bấm máy heo xoay nét. Tiếp tục bấm vào menu. Bấm vào balance sheet chết số cầm kiếm được. Ok, mình đã nhận được 166 tốc cần NHF. Bằng những cái ghép chia sẻ mẹ những thằng này tốc cần các bạn. Giờ video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.